Dưới ánh đèn neon, một cô gái đang selfie với vòng đu quay. Lúc này, một chàng trai đẹp trai, rạng rỡ, đi xe đạp ngang qua, lịch sự và nhiệt tình đề nghị giúp cô gái chụp ảnh. Cô gái đồng ý, chàng trai ngay lập tức thể hiện kỹ năng chụp ảnh phong phú của mình, lấy cả cô gái và cảnh đêm vào trong khung hình. Dưới sự chỉ đạo của chàng trai, cô gái tạo dáng nhiều kiểu trước ống kính. Cô gái vừa nhìn đã biết những bức ảnh chàng trai chụp chắc chắn sẽ rất đẹp, nên đã bỏ đi sự cảnh giác, nhón chân theo hướng dẫn của chàng trai, lùi dần về phía sau. Lúc này, một chiếc xe máy điện chạy tới, chàng trai vội vàng kéo cô gái lại phía trước để bảo vệ cô ấy. Hành động giả tạo này khiến cô gái rung động trước chàng trai ấm áp, lãng mạn trước mặt. Chàng trai nói rằng sẽ chụp thêm một bức cuối cùng, bảo cô gái tiếp tục lùi lại, còn tự tay giúp cô ấy chỉnh sửa tư thế tay. Cô gái tin là thật, không ngờ lại bị chàng trai nhân cơ hội đẩy về phía chiếc xe tải đang lao tới. Khoảnh khắc cô gái sắp ngã xuống đất, chàng trai không hề cứu cô ấy, mà còn cười nham hiểm, chụp liên tiếp nhiều bức ảnh cô gái cận kề sự ra đi. Chàng trai chuyển tất cả những bức ảnh vừa chụp vào điện thoại của mình. Trên thực tế, trong điện thoại của chàng trai còn có rất nhiều bức ảnh chụp khoảnh khắc cận kề sự ra đi của những cô gái khác sau khi họ tạo dáng theo hướng dẫn của anh ta. Một cặp đôi đến ăn khuya, nghe nói đậu phụ thối của một quán ăn ở chợ đêm rất nổi tiếng. Cặp đôi nếm thử một miếng, quả nhiên vừa thối vừa thơm, ngon vô cùng. Đặc biệt là nước chấm đậu phụ thối, hương vị rất đặc biệt. Ông chủ quán nói rằng đậu phụ thối nhà mình được chế biến theo công thức bí truyền. Vừa thưởng thức món ngon, cặp đôi vừa chú ý đến cuốn cẩm nang ăn khuya trên bàn. Trong cẩm nang có ghi, đậu phụ thối của quán được lên men tự nhiên. Bên cạnh là hình ảnh người vợ xinh đẹp của ông chủ quán với nụ cười rạng rỡ, quả là một mỹ nhân. Ông chủ nói với cặp đôi rằng vợ mình rất được lòng đàn ông, chỉ riêng ở chợ đêm này đã có vài ông chủ quán theo đuổi vợ mình. Tuy nhiên, khi hỏi vợ ông chủ đang ở đâu, người đàn ông nhất quyết không tiết lộ. Cặp đôi say sưa trong món ngon, yêu cầu ông chủ thêm một phần đậu phụ thối nữa. Ông chủ đáp một tiếng, đi vào sau tấm rèm, mở nắp bồn tắm, vớt miếng đậu phụ đã lên men, nổi trên mặt nước, cho vào đĩa, còn dưới mặt nước, khuôn mặt không còn chút hơi thở của bà chủ quán từ từ nổi lên. Rõ ràng, đậu phụ thối của quán này được lên men từ thứ gì, không cần nói cũng biết. Vào đêm khuya, hai nam hai nữ đến một căn nhà hoang ở vùng ngoại ô, nghe nói, trong căn nhà này có cất giấu một bức tượng thần. Những người tìm thấy bức tượng thần đều không thể sống sót bước ra khỏi căn nhà. Một trong hai chàng trai là người tổ chức sinh nhật hôm nay, quyết định oản tù tì để chọn ra người đi tìm bức tượng thần. Sau khi oản tù tì, một trong hai cô gái thua cuộc, chỉ có thể một mình đi tìm bức tượng thần trong truyền thuyết. Đêm tối có chút đáng sợ, cô gái run rẩy đi lên tầng 3, phía sau không ngừng vang lên những tiếng động kỳ lạ. Cùng lúc đó, chàng trai tổ chức sinh nhật đội tóc giả, mặc áo trắng, lén lút đi theo, định giả ma dọa cô gái. Trên thực tế, việc bảo cô gái đi tìm bức tượng thần chỉ là trò đùa của họ. Chàng trai đến một căn phòng khác trên tầng 3, không ngờ lại thực sự nhìn thấy một bức tượng thần. Cả người bức tượng thần cắm đầy đinh, cảnh tượng có chút rùng rợn. Lúc này, cô gái đi tìm bức tượng thần đã bí mật gặp gỡ hai người bạn còn lại. Hóa ra, đây là một trò lừa kép. Bảo cô gái đi tìm bức tượng thần là giả. Thực ra, ba người họ đã giấu bánh kem, đang chờ đợi để tạo bất ngờ cho chàng trai tổ chức sinh nhật. Chàng trai vẫn đang mò mẫm trong phòng, không ngờ đầu của bức tượng thần đột nhiên rơi xuống đất. Đang sợ hãi, thì phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng hát kỳ lạ. Chàng trai bật đèn pin chiếu về phía sau, nhưng chỉ thấy một bóng ma lờ mờ đi tới trong bóng tối. Một trong hai cô gái đi tìm, nhưng chỉ thấy bức tượng thần vẫn còn nguyên vẹn, phía trước bức tượng thần còn đang thắp một nén hương. Bên cạnh, chàng trai tổ chức sinh nhật, người giả ma, tóc tai bù xù, cúi gập người. Cô gái tưởng rằng bạn mình vẫn đang đùa, không ngờ khi đến gần, cô ấy phát hiện ra chàng trai đã gãy cổ, chết thảm. Trong bóng tối, bài hát kỳ lạ lại vang lên. Bóng ma đen tối đang dần tiến lại gần cô gái. Một cặp đôi bước ra khỏi rạp chiếu phim, người đàn ông trong cặp đôi là một diễn viên vô danh, ngày mai anh ta sẽ đi thử vai cho vai diễn kẻ cho đăng xuất người hàng loạt. Để khơi dậy khả năng diễn xuất của bạn trai, cô gái yêu cầu anh ta diễn một cảnh cho đăng xuất người ngay tại chỗ, còn cô ấy sẽ đóng vai nạn nhân bị bạn trai cho đăng xuất hại. Vừa dứt lời, cô gái liền nhập vai, bắt đầu cố tình mắng chửi bạn trai. Không ngờ người đàn ông không nhập vai mà lại cười phá lên. Cô gái bèn nói về chuyện mình ngoại tình, người đàn ông tức giận tát cô gái một cái. Cô gái lại vui mừng, bảo bạn trai hãy giữ nguyên trạng thái hiện tại. Sau đó, cô ấy tiếp tục cố tình mắng chửi bạn trai. Người đàn ông trong cơn kích động muốn ra tay cho đăng xuất cô gái. Có lẽ vì diễn quá thật, người qua đường tưởng thật, tưởng rằng người đàn ông thực sự muốn ra tay với bạn gái, vội vàng chạy đến can ngăn. Vì bị làm phiền, màn trình diễn của người đàn ông buộc phải dừng lại. Cô gái lại tức giận bỏ chạy, cho rằng bạn trai đã thoát vai vào lúc cao trào là không có trách nhiệm với diễn xuất. Tức giận, cô gái nói ra những lời trong lòng, cho rằng bạn trai đã trung niên mà vẫn chưa làm nên trò trống gì. Vất vả lắm mới nhận được vai diễn kẻ cho đăng xuất người hàng loạt, có thể khiến khán giả ấn tượng sâu sắc, vậy mà lại không biết trân trọng. Lúc này, một shipper gặp tai nạn xe, người và xe ngã lăn ra đất ngay trước mặt hai người. Người đàn ông bước tới hỏi thăm, cô gái lại liếc nhìn anh ta, sau đó lấy điện thoại ra quay phim. Người đàn ông hiểu ý, ngay lập tức ra tay tàn nhẫn với người shipper đang bị thương. Người shipper cố gắng bỏ chạy, nhưng người đàn ông vẫn đuổi theo, tàn nhẫn cho đăng xuất người shipper vô tội. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cô gái đứng bên cạnh quay phim mỉm cười khen ngợi màn trình diễn hoàn hảo của bạn trai. Người qua đường cũng tưởng rằng mình vừa chứng kiến một màn trình diễn đẳng cấp của ảnh đế, liền vỗ tay khen ngợi. Trong đêm yên tĩnh,
một người phụ nữ nhận được điện thoại của bạn thân. Bạn thân muốn người phụ nữ đi mua sắm cùng mình vào ngày mai, người phụ nữ lại muốn ở nhà hơn. Bạn thân nhắc nhở người phụ nữ, sống một mình nhất định phải đóng cửa sổ cẩn thận. Nghe nói gần đây thường xảy ra những vụ trộm đột nhập vào nhà của phụ nữ sống một mình qua cửa sổ. Người phụ nữ vừa nói với bạn thân rằng yên tâm đi, vừa đi đóng cửa sổ cẩn thận. Tuy nhiên, khi đang nói chuyện, người phụ nữ nhận thấy tủ trong nhà bị mở ra một cách khó hiểu. Trên ghế sofa có một sợi tóc rõ ràng không phải của cô ấy, khóa cửa ra vào cũng phát ra tiếng động vặn. Nhận ra có người đột nhập, người phụ nữ vội vàng trốn vào tủ quần áo trong phòng ngủ. Một lúc sau, cửa tủ quần áo bị mở ra từ bên ngoài, một con dao luồn vào theo khe hở của quần áo, dường như kẻ đột nhập đã nhận ra người phụ nữ đang trốn ở bên trong. Đột nhiên, giọng nói của bạn thân vang lên, bạn thân gọi chồng mình. Người chồng nói rằng dường như anh ta nghe thấy tiếng động trong tủ quần áo. Hóa ra, vợ chồng bạn thân mới là chủ nhân thực sự của ngôi nhà này, còn người phụ nữ mới là kẻ xâm nhập thực sự. Nửa đêm, nhân lúc bạn thân và chồng cô ấy đang ngủ say, người phụ nữ lén lút rời khỏi tủ quần áo trong phòng ngủ, trốn vào tủ trong phòng khách. Từ nay về sau, cô ấy sẽ sống như một người vô hình, tiếp tục sống nhờ trong nhà bạn thân. Một người đàn ông đón mẹ về nhà, trong nhà được trang bị toàn bộ đồ gia dụng thông minh. Bà cụ vừa bước vào cửa, cửa đã vang lên giọng nói trí tuệ nhân tạo chào đón mẹ về nhà. Ngay cả TV, dàn âm thanh, điều hòa, trong nhà đều được điều khiển thông minh. Nhìn thấy mẹ chồng đến, người con dâu tỏ ra khó chịu, lạnh nhạt, chê bai mẹ chồng nấu ăn dở, gu thẩm mỹ quê mùa, chỉ mong bà cụ sớm quay về. Kẻ giữa mẹ và vợ, người đàn ông chỉ biết cười trừ với cả hai bên. Một ngày nọ, con trai và con dâu ra ngoài, nhiệt độ điều hòa trong nhà đột nhiên giảm mạnh. Bà cụ hét lên với điều hòa, tắt điều hòa đi, nhưng hệ thống thông minh của điều hòa không phản ứng. Bà cụ muốn mở cửa ra ngoài, nhưng cửa lại bị khóa trái một cách khó hiểu. Tiếp theo, đèn trong phòng bị tắt, bếp ga trong bếp được bật lên, robot hút bụi chạy lung tung trong phòng khách, cửa sổ xung quanh đều bị đóng kín mít. Trong bầu không khí kỳ lạ, âm nhạc trong phòng khách đột nhiên vang lên, robot hút bụi liên tục tiến về phía bà cụ, chung cửa không thể mở liên tục phát ra câu nói chào đón mẹ về nhà. Bà cụ tưởng rằng mình gặp ma, hoảng loạn tột độ, cuối cùng ngã xuống trong căn nhà đầy đồ gia dụng thông minh, mãi mãi không dậy nữa. Sau khi lo xong hậu sự cho mẹ chồng, người con dâu cảm thấy áy náy. Người chồng lại lặng lẽ tắt chức năng điều khiển từ xa bằng giọng nói trên điện thoại, bật nhạc sôi động, ngồi trên chiếc ghế lắc vui nhộn, khóe miệng anh ta nở một nụ cười tàn nhẫn. Trên xe buýt du lịch, một bình sữa trượt đến chỗ ngồi của một cặp đôi. Chàng trai trong cặp đôi nhặt bình sữa lên, nhìn xung quanh rồi đưa cho một người mẹ đang cho con bú phía trước. Người mẹ lịch sự nói lời cảm ơn, nhưng chàng trai lại chú ý đến đứa trẻ trong lòng người phụ nữ lại là một con búp bê bằng nhựa. Trở về chỗ ngồi, chàng trai nói với bạn gái về cảnh tượng kỳ lạ vừa rồi. Bạn gái anh ta đang trong thời kỳ cho con bú, vừa mới sinh con, nếu vậy thì đứa bé thật sự đâu? Cô gái quyết tâm tìm hiểu, cố tình hỏi người phụ nữ, em bé có anh chị em nào khác không? Vừa nghe câu này, ánh mắt của người phụ nữ liền thay đổi, cô ta nói rằng đứa bé kia đã bị hỏng nên cô ta đã vứt bỏ. Chàng trai nghe xong liền vội vàng báo cảnh sát. Ai ngờ người phụ nữ đột nhiên bế một đứa bé đang khóc từ chỗ ngồi bên cạnh lên, nhận ra mình đã hiểu lầm người phụ nữ, cặp đôi thở phào nhẹ nhõm. Hai người tiếp tục vui vẻ ngắm cảnh, tuy nhiên, trên đường đi, đứa bé cứ khóc mãi, ánh mắt của người phụ nữ dần trở nên dữ tợn. Xung quanh phong cảnh hữu tình, cặp đôi đang đắm chìm trong cảnh đẹp còn chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ đã ném đứa bé trong tay ra ngoài. Một cô gái đi làm về khuya nhưng lại thấy bạn trai của bạn cùng phòng đến, chàng trai rất dịu dàng, cô gái không khỏi rung động. Ngày hôm sau, tan làm về nhà, nghe nói bạn trai của bạn cùng phòng vẫn còn ở đó, cô gái đã chỉnh trang lại tóc tai trước khi vào nhà, còn mua bữa tối về cho chàng trai. Chàng trai cũng tâm sự, nói rằng anh ta đã cãi nhau với bạn gái. Cô gái vội vàng nắm bắt cơ hội lấy lòng, ngồi xem video, ăn gà rán cùng chàng trai. Vài ngày sau, vào buổi tối, cô gái nhận được điện thoại của chủ nhà, biết được rằng bạn cùng phòng vẫn chưa đóng tiền thuê nhà, nên đã đến hỏi. Bạn cùng phòng không có ở nhà, nhưng lại thấy bạn trai của cô ấy đang bước ra khỏi phòng tắm với nửa thân trần. Bầu không khí có chút mờ ám, chàng trai hiểu rõ tâm tư của cô gái, ám chỉ rằng bạn gái không có ở nhà, vừa hay. Cô gái thầm vui mừng, ngồi lên giường, nhưng lại phát hiện dưới chân có một bàn chân. Tò mò, cô gái vén chân lên, nhưng lại nhìn thấy thi thể của bạn cùng phòng đã chết từ lâu. Lúc này, chàng trai kéo rèm cửa lại, quay đầu nhìn cô gái với ánh mắt đầy sát khí. Một người đẹp tan làm về khuya, không suy nghĩ nhiều liền bắt đại một chiếc taxi về nhà. Sau khi lên xe, người đẹp còn chưa kịp lên tiếng, tài xế đã mở miệng nói ra địa chỉ của cô ấy, còn nói rằng mình thường xuyên chở cô ấy về nhà. Người đẹp không để ý, nhưng tài xế lại lải nhải, bề ngoài dường như tốt bụng dặn dò cô ấy đừng nên về nhà một mình, nhưng thực chất lại biết rõ nội dung cuộc điện thoại của cô ấy mỗi khi lên xe. Người đẹp có chút sợ hãi, không muốn gặp lại tài xế này khi đi taxi lần sau. Trên xe, tài xế lại một lần nữa nói về nội dung cuộc điện thoại của cô ấy lần trước, khuyên cô ấy đừng nên sinh con ở tuổi cao. Người đẹp không chịu nổi sự quấy rầy, yêu cầu tài xế dừng xe ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Nhưng tài xế lại nhất quyết đưa cô ấy về đến tận cửa nhà, thậm chí còn nói chính xác số nhà của cô ấy, nói rằng mình luôn đợi cô ấy vào nhà, bật đèn lên, rồi mới rời đi. Người đẹp càng nghe càng sợ, đến nơi liền vội vàng đưa tiền rồi xuống xe, ai ngờ cửa xe lại bị khóa trái. Đang hoảng sợ, thì tài xế xuất hiện như một bóng ma, tự tay mở cửa giúp cô ấy. Người đẹp sợ hãi, vội vàng chạy vào cổng khu chung cư.
nhưng tài xế lại bám cửa đòi trả lại tiền thừa. Người đẹp cố sức đóng cửa lại, nhưng tài xế vẫn ở phía sau hét lớn, nhắc nhở cô ấy nhớ lau khô tóc, rồi pha một cốc trà gừng. Người đẹp sợ hãi, không suy nghĩ gì nữa, liền bấm thang máy lên lầu, thậm chí còn chuyển nhà vì chuyện này, đặc biệt chuyển đến một khu chung cư an toàn hơn. Hôm nay, sau khi chuyển nhà, người đẹp vẫn đi taxi đến chỗ làm. Lên xe, cô ấy mới hoảng hốt nhận ra người trước mặt vẫn là gã tài xế đáng sợ kia. Kinh hoàng, người đẹp cố gắng mở cửa, nhưng tài xế lại quay đầu cười nham hiểm. Trên chuyến xe buýt cuối cùng trong đêm, một chàng trai tỉnh dậy sau giấc ngủ, nhưng trước mắt anh ta, trên xe không một bóng người, ngay cả tài xế cũng biến mất. Kỳ lạ hơn là, cửa xe đóng chặt, loa phát thanh trên xe bỗng nhiên vang lên không lý do. Nhận thấy khả năng có sự kiện tâm linh, chàng trai quyết định lấy điện thoại ra quay video. Trong video quay được cảnh tượng một đống tượng thần được đặt trên xe, dường như càng làm tăng thêm bầu không khí kỳ lạ. Ngoài ra, dường như có một bóng người tóc trắng dài xuất hiện phía trước xe. Bóng người đó lắc lư một cái rồi nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, một bức tượng thần trên xe đột nhiên đổ xuống. Tâm trạng của chàng trai từ tò mò chuyển sang sợ hãi, vội vàng cầm lấy một bức tượng thần, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đột nhiên, màn hình TV trên xe đột nhiên nhấp nháy. Chàng trai hét lên có ma, liền leo lên nóc xe để tìm cách thoát thân. Để bảo toàn tính mạng, chàng trai quyết định nhảy xuống từ nóc xe buýt. Lúc này, một chiếc xe đang lao tới từ phía trước. Để tránh xe, chàng trai trốn xuống gầm xe buýt. Người bị chàng trai nhầm tưởng là ma nữ tóc dài mặc áo trắng, vừa hay lên xe. Không hề hay biết, tài xế trực tiếp khởi động xe. Chàng trai nằm dưới gầm xe không tránh khỏi bị cán chít. Một cô gái tan làm về nhà, người giao hàng đang đợi trước cửa nhà bên cạnh. Cô gái hàng xóm ở nhà bên cạnh không có nhà. Cô gái tốt bụng giúp đỡ, nhận hộ gói hàng. Buổi tối, thấy cô gái hàng xóm về nhà, cô gái lập tức đưa gói hàng đã nhận hộ cho cô ấy. Tuy nhiên, cô gái hàng xóm có vẻ mặt hoảng hốt, nói lời cảm ơn rồi vội vàng đóng cửa vào nhà. Vài ngày sau, người giao hàng lại đợi trước cửa nhà cô gái hàng xóm. Cô gái lại một lần nữa tốt bụng nhận hộ gói hàng cho hàng xóm. Tuy nhiên, khi mở cửa, gói hàng vô tình bị rơi xuống đất, hộp bị vỡ, cô gái nhìn thấy bên trong gói hàng là một con búp bê bị đứt đầu. Kỳ lạ hơn là, ngoại hình và trang phục của con búp bê dường như giống hệt cô gái hàng xóm. Nhưng cô gái không suy nghĩ nhiều, đợi cô gái hàng xóm tan làm về, cô ấy liền đưa gói hàng cho cô ấy với vẻ mặt áy náy. Lại một buổi tối khác, cô gái nhìn qua mắt mèo thấy trước cửa nhà cô gái hàng xóm có một chiếc thùng giấy lớn. Bà cụ hàng xóm bên cạnh chê chiếc thùng giấy chắn đường, liên tục bấm chuông cửa nhà hàng xóm. Để giữ hòa khí với hàng xóm, cô gái lại một lần nữa tốt bụng, nhận hộ gói hàng, mang về nhà mình. Chiếc thùng giấy lớn như vậy, bên trong đựng gì, cô gái cũng có chút tò mò. Không ngờ, trong thùng giấy lại phát ra tiếng chuông điện thoại. Cô gái ghé sát tai vào nghe, không ngờ một con dao đột nhiên rạch thủng thùng giấy từ bên trong. Còn âm thanh phát ra từ bên trong là tiếng cười lạnh của người giao hàng hỏi cô gái tại sao lại nhiều chuyện, nhận hộ gói hàng. Trên đường phố về đêm, một cô gái chân dài đang cầm điện thoại cười không ngớt. Trên điện thoại là những tin tức được quay bằng xe đạp ngắm cảnh đang thịnh hành gần đây. Bất kể nam nữ già trẻ, đều bị xe đạp ngắm cảnh ghi lại nhiều hình ảnh thú vị mà không hề hay biết. Về đến nhà, theo lời khuyên của bạn, cô gái xem lại những hình ảnh được xe đạp ngắm cảnh quay ở gần nhà mình, cố gắng tìm kiếm những điểm hài hước. Quả nhiên, trong hình ảnh của xe đạp ngắm cảnh vài năm trước, cô gái nhìn thấy hình ảnh mình đang ăn uống bị ghi lại. Đang chơi đùa với bạn, cô gái đột nhiên chú ý đến một người đàn ông mặc áo đỏ bí ẩn đang đứng cách đó không xa trong hình ảnh. Vào tối nay, cô gái cũng nhìn thấy người đàn ông mặc áo đỏ này trên đường phố. Ngay sau đó, sau khi xem lại những hình ảnh được xe đạp ngắm cảnh vô tình ghi lại trong những năm gần đây, cô gái đã nhiều lần nhìn thấy người đàn ông mặc áo đỏ ở gần nơi cô ấy xuất hiện. Mà trong hình ảnh gần đây nhất, người đàn ông lại đang bám vào cửa sổ nhà mình. Cô gái lo lắng, vội vàng kiểm tra căn phòng. Sau khi xác nhận không có ai bên ngoài cửa sổ, cô ấy lập tức nhấp vào hình ảnh đường phố hiện tại. Không ngờ lại nhìn thấy hình ảnh người đàn ông mặc áo đỏ xuất hiện trong cửa sổ nhà mình vừa được chụp cách đây không lâu. Cô gái run rẩy tìm kiếm bóng dáng của người đàn ông mặc áo đỏ. Mà lúc này, một bàn tay khô héo thò ra từ dưới ghế sofa, túm lấy chân của cô gái. Vào lúc nửa đêm, căn phòng của chủ nhà ở tầng trên luôn phát ra những tiếng ồn khó chịu. Cô gái thuê nhà ở tầng dưới mỗi đêm đều bị tra tấn bởi những tiếng ồn này. Một ngày nọ, gặp chủ nhà trong thang máy, cô gái lấy hết can đảm hỏi, muốn biết rốt cuộc chủ nhà đang làm gì mỗi đêm. Chủ nhà chỉ vào chiếc gậy trống của mình. Lúc này, cô gái mới biết tiếng ồn chính là tiếng chủ nhà liên tục gõ gậy trống. Để có thể ngủ ngon vào ban đêm, cô gái hy vọng chủ nhà có thể thông cảm cho cô ấy, một nhân viên văn phòng, cố gắng giảm bớt tiếng ồn. Tuy nhiên, lợi dụng việc mình là chủ nhà, bà cụ lại không chịu nhượng bộ, nói rằng mình sức khỏe yếu, mỗi ngày phải đi 5.000 bước trong phòng. Cô gái lại một lần nữa lịch sự nhờ chủ nhà, khuyên bà cụ ra công viên tập thể dục. Nhưng chủ nhà lại là một kẻ vô lại, không chỉ mắng mỏ cô gái, mà còn nói rằng nếu cô gái không chịu được thì hãy chuyển đi. Tối hôm đó, cô gái lại nghe thấy tiếng ồn không ngừng phát ra từ tầng trên. Lần này, không thể nhịn được nữa, cô gái trực tiếp cầm cây gậy, chĩa lên trần nhà, vừa đập vừa hét lớn, nhưng tiếng động ở tầng trên vẫn tiếp tục. Tức giận, cô gái đã đến gõ cửa nhà chủ nhà vào lúc nửa đêm, nhưng lại thấy chủ nhà bị bệnh, ngã xuống đất, co giật liên tục. Cô gái định cứu bà cụ, nhưng khi nhìn thấy chiếc gậy trống của bà cụ, cô ấy lại đứng dậy, trực tiếp bước ra ngoài, bỏ mặc chủ nhà. Đêm hôm sau, tầng trên không còn tiếng ồn nữa. Cô gái cũng nở nụ cười thoải mái đã lâu không thấy. Trong công viên, một cô gái xinh đẹp,
dáng người thon thả, đang chạy bộ đêm. Tuy nhiên, trên đường đi, cô gái luôn cảm thấy gã đàn ông lực lưỡng phía sau đang đuổi theo mình. Nhận thấy nguy hiểm, cô gái liều mạng chạy thục mạng, cuối cùng đã kịp thời cầu cứu hai người qua đường. Tuy nhiên, sau khi cầu cứu, cô gái phát hiện ra gã đàn ông lực lưỡng phía sau chỉ là một người chạy bộ đêm giống như cô ấy. Cô gái thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại phát hiện chiếc điện thoại đeo trên người đã biến mất. Lúc này, đồng hồ thông minh nhận được tin nhắn, một người lạ nói rằng mình đã nhặt được điện thoại của cô ấy, bảo cô ấy đến khu vực cầu trượt gần đó để lấy lại. Cô gái không chút do dự chạy đến, dựa theo tiếng chuông điện thoại, cô ấy tìm thấy chiếc điện thoại bị vứt trên cầu trượt. Đột nhiên, một người phụ nữ béo từ trong bóng tối lao ra, vừa hét lên những đứa con gái xinh đẹp đều đáng chít, vừa tàn nhẫn cho đăng xuất cô gái. Xe buýt đến trạm, cô gái không kiểm tra mà lấy ngay vali của mình. Nhưng đến tối, nhà ga tắt toàn bộ đèn, thang máy ngừng hoạt động. Cô gái đành phải xách vali đi xuống bằng cầu thang bộ. Trong lúc đi, cô gái phát hiện vali nặng bất thường. Nhìn kỹ, cô ấy mới nhận ra mình đã lấy nhầm. Điều kỳ lạ hơn nữa là bên trong vali phát ra mùi hôi thối. Tò mò, cô gái mở vali ra. Không ngờ, bên trong vali là những chứng minh thư dính huyết của nhiều phụ nữ khác nhau và những lọn tóc bị cắt. Rõ ràng, đây là vali của một kẻ cho đăng xuất người hàng loạt. Cô gái hoảng sợ đóng vali lại. Lúc này, một người đàn ông vừa huýt sáo, vừa đẩy một chiếc vali giống hệt đến trước mặt cô gái, thản nhiên nói rằng cô gái đã lấy nhầm vali. Cô gái run rẩy, im lặng để người đàn ông lấy chiếc vali trong tay cô ấy, hy vọng có thể vượt qua kiếp nạn trước mắt một cách an toàn. Ai ngờ, một chứng minh thư dính huyết vô tình rơi ra từ trong vali. Lúc này, kẻ cho đăng xuất người hàng loạt lặng lẽ quay người lại, nhẹ nhàng vuốt tóc cô gái, trên mặt hắn ta nở nụ cười nham hiểm. Trong quán bar, một cô gái xinh đẹp say xỉn. Một người đàn ông lạ mặt vừa dỗ dành vừa lừa gạt, gọi xe định đưa cô gái về nhà, nhân cơ hội sàm sỡ cô ấy. Không ngờ, một cô gái tóc ngắn chạy đến, tự xưng là bạn của cô gái say xỉn, kịp thời ngăn cản người đàn ông đó, còn chỉ trích hành vi đê tiện của anh ta trước mặt mọi người. Bị vạch trần, người đàn ông chửi thề một câu rồi bỏ đi. Cô gái tóc ngắn tốt bụng kéo người bạn say xỉn của mình lên một chiếc xe khác. Trên xe, cô gái xinh đẹp đang say lờ mờ tỉnh dậy, không hiểu hỏi cô gái tóc ngắn là ai. Cô gái tóc ngắn nở nụ cười nham hiểm, làm cho cô gái xinh đẹp bất tỉnh, sau đó gọi điện thoại cho ai đó, nói rằng hôm nay có hàng mới chất lượng cao. Tại công ty, một bà mẹ đơn thân đưa con trai đến chỗ làm. Người phụ nữ bận rộn với cuộc họp video để con trai nhỏ tự chơi một mình. Cậu bé đạp xe chơi một vòng, quay lại nói với mẹ rằng người chơi cùng mình là một người tên Tina. Người mẹ vẫn đang bận rộn với cuộc họp video, không để ý đến con trai. Tuy nhiên, đợi đến khi cuộc họp kết thúc, người phụ nữ ra ngoài lại không thấy con trai đâu. Lúc này, các nhân viên đều nói rằng trong công ty căn bản không có ai tên Tina cả. Theo chiếc trong chóng rơi trên đất của con trai, người phụ nữ đi đến hành lang, nhưng chỉ thấy chiếc xe đạp của con trai kẹt ở cửa thang máy, còn cậu bé đã biến mất. Khoảnh khắc đó, người phụ nữ chợt hiểu ra, trong lúc mình bận rộn với công việc, con trai có lẽ đã bị Tina bí ẩn lén lút bắt cóc. Tại công ty, một chàng trai tổ chức sinh nhật. Các đồng nghiệp thi nhau chơi khăm anh ta, ví dụ như tháo ghế văn phòng, ném rán giả, lắp giấy vệ sinh giả chỉ còn một nửa trong nhà vệ sinh. 5 năm đáng tiếc, chàng trai mặc áo ba lỗ thông minh mỗi lần đều có thể nhận ra trò đùa của đồng nghiệp. Đến giờ tan làm, các đồng nghiệp đã chuẩn bị sẵn bánh sinh nhật, cùng nhau chúc mừng sinh nhật chàng trai. Chàng trai vui vẻ ước nguyện, theo truyền thống, các đồng nghiệp hò reo, ấn đầu chàng trai vào bánh kem. Ai ngờ, đột nhiên, cơ thể chàng trai từ dãy rụa đến bất động. Các đồng nghiệp nhận thấy có gì đó không ổn, kéo anh ta lên xem, thì thấy chàng trai đã bị que cắm bánh kem đâm chít. Có vẻ như lần này, trò chơi khăm đã thành công. Công ty môi giới có một vị giám đốc mới mà không ai từng gặp. Vì hiệu suất làm việc kém, phòng kinh doanh mỗi đêm đều phải tăng ca. Trưởng nhóm không chịu nổi nữa, liều lĩnh tìm giám đốc mới để nói chuyện, bất chấp nguy cơ bị sa thải. Một lúc sau, trưởng nhóm bước ra khỏi văn phòng của giám đốc mới. Điều kỳ lạ là, trưởng nhóm vốn ủ rũ, lúc này lại tràn đầy năng lượng, tự tin. Miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói không có gì là không thể, chỉ là có muốn hay không, như một câu thần chú tiếp thêm động lực. Trưởng nhóm sau đó yêu cầu một thành viên trong nhóm đi gặp giám đốc mới. Tương tự như vậy, thành viên đó trước khi vào thì ủ rũ, sau khi ra thì lại tràn đầy năng lượng. Tiếp theo, từng thành viên trong nhóm lần lượt được gọi vào văn phòng của giám đốc mới. Sau khi được giám đốc mới chăm sóc, mỗi nhân viên bước ra đều trút bỏ vẻ chán nản trước đó, trở nên giống như robot, hăng hái và không một lời phàn nàn lao vào công việc. Nhân viên mới Tiểu Lâm cảm thấy có gì đó không ổn, định cùng đàn anh trốn ra ngoài chạy khách hàng, không ngờ trưởng nhóm đã túm lấy đàn anh, yêu cầu anh ta lập tức đi gặp giám đốc mới. Khi đàn anh đi gặp giám đốc, Tiểu Lâm trốn vào nhà vệ sinh, không ngờ lại có người đạp cửa nhà vệ sinh. Người đạp cửa chính là đàn anh mà Tiểu Lâm tin tưởng nhất. Tuy nhiên, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đàn anh đã trở nên giống như những đồng nghiệp khác, tràn đầy năng lượng, giống như một robot bị tẩy não, bị vẽ ra một chiếc bánh vẽ. Đàn anh đẩy Tiểu Lâm ra hành lang, Tiểu Lâm vừa nhìn thì thấy hành lang toàn là những đồng nghiệp giống như robot. Các đồng nghiệp mặc kệ sự sợ hãi của Tiểu Lâm, ép buộc anh ta khiêng vào văn phòng của giám đốc mới. Khi đi ra, sắc mặt Tiểu Lâm kỳ lạ, sau đó nở nụ cười giống hệt những người khác, cùng các đồng nghiệp trong văn phòng hô vang, không có gì là không thể, chỉ là có muốn hay không. Một người phụ nữ gặp chuyện không vui trong công việc, lên sân thượng của công ty để khóc. Cũng có một người tiền bối ở trên sân thượng, tiền bối lên đây để hút thuốc lá. Khu vực hút thuốc duy nhất của công ty lại được bố trí kỳ lạ ở trên sân thượng.
chỉ ở đây mới có thể thư giãn trong chốc lát. Tiền bối đưa cho người phụ nữ một điếu thuốc, kể về việc mình từ lúc mới vào công ty bị áp lực đến mức nào cho đến khi được thăng chức, tăng lương, hy vọng có thể an ủi và khích lệ hậu bối. Tiền bối còn nói rằng mình đã được chọn làm giám đốc trụ sở chính, sắp được rời khỏi chi nhánh tồi tệ này. Người phụ nữ rất vui mừng cho tiền bối. Tiền bối cũng động viên cô gái, hy vọng một ngày nào đó, cô ấy cũng có thể rời khỏi công ty tồi tệ, vô nhân tính này. Sau khi trò chuyện với tiền bối, người phụ nữ lấy lại tinh thần, quay trở lại văn phòng. Không ngờ đồng nghiệp lại nói rằng tiền bối đã bị công ty sa thải. Người phụ nữ ngạc nhiên, lúc này, có một người rơi xuống từ trên cao. Người này không ai khác, chính là người tiền bối tốt bụng vừa mới an ủi cô gái. Sau khi tiền bối rơi xuống, nhân viên công ty môi giới ở tầng 1 không hề báo cảnh sát, mà lại lặp đi lặp lại những động tác thể dục và câu nói tiếp thêm động lực kỳ lạ. Nhìn tin nhắn động viên hãy dang rộng đôi cánh mà tiền bối gửi cho mình, ánh mắt cô gái nhìn lên bầu trời. Bây giờ, cô ấy mới hiểu tại sao khu vực hút thuốc lại được bố trí ở trên sân thượng. Có lẽ đối với những nhân viên văn phòng, thời gian nghỉ ngơi không làm việc cũng giống như bị kết án tử. Trên xe buýt, một cô gái xinh đẹp đang đeo tai nghe nhạc, cảnh tượng có vẻ rất đẹp. Lúc này, một bà cụ ngồi bên cạnh sắp đến trạm nên đã đứng dậy, định quẹt thẻ. Nhưng cô gái lại giữ đúng phép lịch sự trên xe buýt, nhường chỗ cho người già, nhất quyết kéo bà cụ ngồi vào chỗ của mình. Trạm tiếp theo, một người mẹ đưa con nhỏ đi xe buýt. Thấy vậy, cô gái lại chạy đến, chủ động giúp bé quẹt thẻ xe buýt. Nhưng người mẹ lại tỏ vẻ không vui, bà ấy vốn định rèn luyện tính tự lập cho con trai. Xe buýt đến trạm, cô gái xuống xe, lúc này, Tiểu Lâm của công ty môi giới, người đã bị tẩy não, chạy nhanh đến. Cô gái vội vàng vỗ vào cửa xe, nhắc nhở tài xế dừng xe. Tiểu Lâm mới có thể lên xe buýt, Tiểu Lâm nói lời cảm ơn, cô gái hài lòng, quay người bỏ đi. Nhưng cô ấy không hề biết rằng sau khi Tiểu Lâm lên xe, lại lấy nỏ ra tấn công hành khách trên xe. Chỉ trong chốc lát, hành khách lần lượt ngã xuống, khoang xe nhuốm đầy huyết. Tuy nhiên, cô gái đang tuân thủ phép lịch sự bên ngoài xe, lại không hề hay biết, vẫn đang bước đi với những bước chân vui vẻ. Tại công ty, một người phụ nữ tăng ca cả đêm để làm báo cáo. Sau khi hoàn thành báo cáo, người phụ nữ nhìn thấy trên bàn làm việc có thêm bữa sáng và sữa đậu nành. Bên cạnh còn có một tấm thiệp ghi lời chúc người phụ nữ dù làm việc đến khuya cũng phải chú ý sức khỏe. Người gửi là một người tên Quy mà cô ấy không biết, bị đồng nghiệp bí ẩn thầm thương trộm nhớ. Người phụ nữ ban đầu rất vui mừng. Một ngày nọ, người phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt, cơ thể không khỏe. Lúc này, trên bàn lại có thêm một chiếc túi, bên trong là sô cô la và băng vệ sinh. Trên tấm thiệp đi kèm, người bí ẩn tặng quà không chỉ nhắc nhở người phụ nữ những điều cần chú ý trong kỳ kinh nguyệt, mà thậm chí còn biết rõ ngày đèn đỏ hàng tháng của cô ấy. Người gửi trên tấm thiệp vẫn là Quy bí ẩn. Không lâu sau, người phụ nữ bắt đầu đi xem mắt. Không ngờ, sau khi xem mắt xong, cô ấy lại nhận được một tấm thiệp. Quy bí ẩn bày tỏ rằng không cho phép người phụ nữ gặp lại đối tượng xem mắt, thậm chí còn gửi đến nhiều bức ảnh chụp lén. Người phụ nữ giật mình nhận ra người thầm thương trộm nhớ bí ẩn Quy luôn theo dõi mọi hành động của cô ấy. Kinh hoàng, người phụ nữ phát hiện ra một bức ảnh trong ví của mình. Đó là bức ảnh chụp lén cô ấy khi cô ấy đang ngủ trưa. Nhìn bức ảnh, người phụ nữ soi gương, phát hiện ra sau tai mình bị viết chữ Quy. Trong nỗi sợ hãi tột độ, người phụ nữ nhận ra Quy bí ẩn lúc này có lẽ đang ở ngay bên cạnh mình. Vào đêm Halloween, hai hot girl hóa trang thành Annabelle và Valak để live stream. Hai người sẽ thử thách quả bóng kinh dị trong buổi live stream. Nghe nói những quả bóng này có sức mạnh tà ác. Sau khi lấy ra quả bóng đầu tiên, một bên mắt của Valak biến mất. Nhìn kỹ, thì ra mắt chỉ là đạo cụ, hiệu ứng kinh dị chỉ là do Valak diễn xuất. Quả bóng thứ hai là một con búp bê đạo cụ và một chiếc đinh. Hai thứ này đều không làm mọi người sợ hãi. Trên màn hình bắt đầu xuất hiện những bình luận bày tỏ sự bất mãn của khán giả. Hai hot girl bắt đầu tung chiêu cuối, lấy ra quả bóng thứ ba. Lần này, bên trong quả bóng là một ngón tay khô héo. Để thu hút lượt xem, Annabelle xúi giục Valak ăn ngón tay. Ai ngờ, sau khi nuốt ngón tay, cơ thể Valak bắt đầu khó chịu, chảy huyết, dần dần ngã xuống đất bất tỉnh. Lần này là thật sự xảy ra chuyện rồi. Chứng kiến cảnh tượng kỳ quái này, khán giả trong phòng live stream ngày càng đông, bình luận cũng liên tục được cập nhật, thậm chí số lượng người đăng ký kênh của Annabelle cũng tăng vọt. Trung tâm thương mại sắp đóng cửa vào lúc nửa đêm, khách hàng đều đã rời đi. Nhưng nhân viên bảo vệ lại chú ý đến màn hình điện tử hiển thị số lượng người vào cửa hôm nay vẫn còn một khách hàng. Nhân viên bảo vệ cầm đèn pin, tìm kiếm vị khách vẫn chưa rời đi này. Trong bóng tối, đèn pin chiếu vào ba mannequin, dưới sự tương phản của ánh sáng, bầu không khí càng thêm rùng rợn. Nhân viên bảo vệ sợ hãi, sau khi xác nhận không có ai, anh ta vội vàng tan làm về nhà. Vào nửa đêm ngày hôm sau, đến giờ đóng cửa, nhân viên bảo vệ dặn dò cô gái xinh đẹp mặc váy trắng cuối cùng nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, sau khi cô gái rời đi, màn hình điện tử vẫn hiển thị trong trung tâm thương mại còn một khách hàng. Nhân viên bảo vệ lại một lần nữa cầm đèn pin đi kiểm tra khắp nơi trong trung tâm thương mại. Sau khi đi một vòng mà không tìm thấy ai, anh ta bèn quay lại chỗ cũ để nghỉ ngơi. Không ngờ anh ta lại nhìn thấy số lượng người vào cửa trên màn hình điện tử lại tăng thêm một người. Nhận thấy có gì đó không ổn, nhân viên bảo vệ lại một lần nữa kiểm tra bên trong trung tâm thương mại. Kết quả, lần này anh ta nhìn thấy một trong ba mannequin tối qua đã được mặc váy trắng, mà chiếc váy này chính là chiếc váy mà cô gái xinh đẹp đến trung tâm thương mại tối qua mặc. Nhân viên bảo vệ lập tức sững sờ, lờ mờ nhận ra điều gì đó. Lúc này, một bóng ma lướt qua trong bóng tối. Cùng với tiếng hét kinh hãi của nhân viên bảo vệ, số lượng người vào cửa trên màn hình điện tử lại tăng thêm một người.
Hôm sau, đồng nghiệp đến trung tâm thương mại nhưng không tìm thấy nhân viên bảo vệ trực ca tối qua đâu. Nhưng anh ta không hề biết rằng lúc này, quần áo của nhân viên bảo vệ đã được mặc lên một mannequin khác. Mannequin kỳ lạ đang hấp thụ linh hồn của con người. Người đồng nghiệp không hề hay biết bước vào trung tâm thương mại, không hề nhìn thấy số lượng người vào cửa trên màn hình điện tử lại tăng thêm một người. Một cô gái đi chơi cùng bạn thân, quầy vẽ chân dung bên đường đã thu hút sự chú ý của cô gái. Bức tranh vẽ chân dung vô cùng sống động, cô gái như thể nghe thấy tiếng nói của người trong tranh. Kỳ lạ hơn là, hầu hết những người trong tranh đều có biểu cảm lo lắng, bất an hoặc há miệng đầy huyết. Trông có vẻ kỳ lạ, cô gái rất can đảm, liền quét mã QR, định nhờ ông chủ vẽ cho mình một bức. Bạn thân không hứng thú, hẹn gặp lại cô ấy sau. Tuy nhiên, đến tối, bạn thân không thể liên lạc được với cô gái, nhưng lại thấy ở quầy hàng có thêm một bức chân dung của cô ấy. Trong tranh, nét vẽ chân dung vô cùng sống động, cô gái có vẻ mặt kinh hãi, như đang kêu cứu. Bạn thân vẫn chưa biết linh hồn của cô gái đã bị giam cầm vĩnh viễn trong bức tranh. Một nhân viên văn phòng đang tăng ca ở công ty, bỗng nhiên, đèn trong công ty tắt ngúm, người phụ nữ đã quen với chuyện này. Tuy nhiên, khi đứng dậy, cô ấy phát hiện ra trong bóng tối có thêm một quả bóng bay hình cá mập, dưới đất là một con búp bê kinh dị không có mắt, máy in liên tục phát ra tiếng động kỳ lạ. Nhân viên lấy hết can đảm đi đến chỗ máy in, nhưng lại thấy máy in đang phát sáng, hoạt động liên tục, mặc dù không có ai, cũng không có điện. Nhân viên sợ hãi, tuy nhiên, khi tỉnh dậy, cô ấy phát hiện ra những gì vừa nhìn thấy dường như chỉ là một giấc mơ. Sau khi tỉnh mộng, cô gái thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tăng ca. Đột nhiên, đèn tắt, quả bóng bay hình cá mập và con búp bê kinh dị xuất hiện trong bóng tối, máy in cũng nhấp nháy một cách kỳ lạ, mọi thứ đều giống hệt trong giấc mơ. Nhận thấy có gì đó không ổn, cô gái cố gắng bỏ chạy, nhưng lại thấy trên tài liệu máy tính xuất hiện một dòng chữ, cô không phát hiện ra tôi. Ngay sau đó, tiếng la hét liên tục vang lên trong bóng tối, hình ảnh kinh hãi của nhân viên được máy in ra hết tờ này đến tờ khác. Một chàng trai đến ở tại nhà nghỉ thanh niên, đặc biệt đặt phòng ở phòng ngủ tập thể nam nữ. Trong phòng có treo một chiếc váy, chàng trai thầm vui mừng. Cô gái ở cùng phòng rất xinh đẹp, dáng người chuẩn. Chàng trai càng thêm vui vẻ, chủ động đề nghị đưa cô gái đi tham quan Đài Bắc. Nhưng ngay sau đó, một người đàn ông nước ngoài đến ở trong phòng, hai nam một nữ, dường như chuyện gì đó sắp xảy ra. Quả nhiên, tối hôm đó, người đàn ông nước ngoài đã ve vãn cô gái, thấy vậy, chàng trai thầm khó chịu. Chưa hết, cô gái thậm chí còn ân ái với người đàn ông nước ngoài ngay trong phòng. Chàng trai chỉ có thể cố nén ghen tuông, vặn to nhạc. Không ngờ, khi tỉnh dậy, trên mặt anh ta lại có vài giọt huyết. Nhìn kỹ, thì thấy trên trần nhà cắm một con dao dính đầy huyết, chàng trai sợ hãi đến mức tè ra quần. Lúc này, cô gái tóc tai bù xù, bò trên đầu giường, mặt mũi đầy huyết, nhìn chàng trai cười nham hiểm. Trong khách sạn, nhân viên phục vụ đến dọn dẹp phòng. Trong lúc dọn dẹp, nhân viên phục vụ phát hiện tấm ga trải giường rơi trên đất giường như bị kẹt. Nhìn kỹ, anh ta phát hiện ra dưới gầm giường có một xác chít nữ. Nhân viên phục vụ vội vàng báo cảnh sát, không ngờ chủ nhân của căn phòng vừa hay quay lại. Trong lúc cấp bách, nhân viên phục vụ nhét tấm ga trải giường và điện thoại xuống gầm giường. Chủ nhân của căn phòng là một người đàn ông ăn mặc kỳ quái. Người đàn ông dường như nhận thấy sự căng thẳng của nhân viên phục vụ, cố tình yêu cầu anh ta dọn dẹp phòng. Để không bị kẻ cho đăng xuất người hại, nhân viên phục vụ đành phải giả vờ như không nhìn thấy xác chít, run rẩy tiếp tục dọn dẹp. Tuy nhiên, vừa dọn dẹp xong, cảnh sát đã gọi điện thoại lại. Người đàn ông phát hiện ra chiếc điện thoại dưới gầm giường, liền đẩy ngã nhân viên phục vụ, hung hăng yêu cầu anh ta nghe điện thoại. Bị đe dọa, nhân viên phục vụ chỉ có thể nói dối với cảnh sát rằng mình không hề báo cảnh sát. Đột nhiên, người phụ nữ dưới gầm giường lao ra như ma, nhìn thấy nhân viên phục vụ sợ hãi, cặp đôi liền cười phá lên. Nhưng nhân viên phục vụ vẫn chưa hết hoảng sợ, liền cầm lấy dụng cụ vệ sinh tấn công người đàn ông. Trong lúc giằng co, người đàn ông huyết chảy đầm đìa, thở thoi thóp. Người phụ nữ vội vàng giải thích, vừa nãy cô ấy và bạn trai chỉ đang quay video, cầu xin nhân viên phục vụ mau chóng gọi xe cấp cứu. Nhưng nhân viên phục vụ lại cười khẩy liên tục. Sai lầm đã gây ra, đến nước này đã không thể quay đầu lại được nữa. Một nhà hàng có điểm đánh giá trên mạng lên đến 5 sao, thu hút một nhà phê bình ẩm thực đến thưởng thức. Sau khi gọi món, nhà phê bình ẩm thực chú ý đến những bức ảnh chụp chung của ông chủ và mẹ được dán khắp nơi trong nhà hàng. Ông chủ này rõ ràng là một con trai cưng của mẹ chính hiệu. Sau khi nếm thử vài món ăn, nhà phê bình ẩm thực nghiêm túc đưa ra nhận xét, cho rằng các món ăn của nhà hàng này gần như hoàn hảo. Nhưng đồng thời, nhà phê bình ẩm thực rất khó tính, nói rằng phải để lại khoảng trống để cải thiện, cuối cùng chỉ cho nhà hàng 4 sao. Ông chủ nhìn thấy liền lo lắng, cố gắng miễn phí bữa ăn, hy vọng đối phương có thể sửa lại thành 5 sao. Nhưng nhà phê bình ẩm thực thẳng thừng từ chối, sau khi thanh toán xong liền viết bài đánh giá trên mạng. Nhìn bức ảnh của mẹ đối diện, ông chủ không chút do dự cho đăng xuất nhà phê bình ẩm thực ngay tại chỗ, sửa điểm đánh giá trên điện thoại của người phụ nữ thành 5 sao. Đây là nhà hàng do mẹ để lại, là một con trai cưng của mẹ, anh ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ đánh giá nào không hoàn hảo. Một người phụ nữ đưa chó cưng đến một nhà nghỉ cho phép mang theo thú cưng, trên tường còn treo đầy ảnh mèo và chó. Chủ nhà nghỉ rất nhiệt tình, không chỉ chơi với chó của người phụ nữ mà còn mang đến nhiều món ăn miễn phí cho chú chó. Buổi tối, người phụ nữ ôm chú chó ngủ ngon lành. Trong lúc mơ màng, cô ấy như nghe thấy tiếng chó liếm ngón tay mình, nhưng cô ấy không hề biết chú chó đang thưởng thức món ăn do ông chủ mang đến. Lúc này, người đang liếm ngón tay cô ấy chính là ông chủ nhà nghỉ có vẻ rất nhiệt tình. Sau khi rời khỏi nhà nghỉ,
người phụ nữ không hề hay biết đã để lại đánh giá 5 sao cho nhà nghỉ. Một gia đình 3 người đến ở tại khách sạn, người mẹ đặc biệt đặt phòng siêu gia đình. Đến phòng, người mẹ lải nhải, đặt ra một đống quy tắc, yêu cầu con gái phải nghiêng người khi vào cửa, yêu cầu chồng xả nước bồn cầu, yêu cầu cả nhà đừng để giày dép quá ngay ngắn. Người chồng rất nghe lời, vô tình để một chiếc giày hướng về phía đầu giường. Nửa đêm, một luồng khí kỳ lạ tràn vào, con gái không ngủ, vẫn đang chơi trò chơi trong lều. Người mẹ nhìn thấy con gái đã gấp 4 hình người bằng giấy trong lều, 3 trong số đó là gia đình họ. Người mẹ khó hiểu, hình người còn lại là ai? Con gái nói, là bạn mới. Người mẹ chú ý đến trên giấy của hình người dường như được viết đầy bùa chú. Trước mắt, con gái liên tục lặp đi lặp lại trò chơi trên tay, miệng lẩm bẩm như bị ma nhập, nói rằng những tờ giấy này lấy từ dưới gầm giường. Nhận thấy có gì đó không ổn, người mẹ gọi chồng dậy. Hai người cùng nhau nhấc tấm ván dưới gầm giường lên xem. Vừa nhìn thì thấy toàn bộ gầm giường được dán đầy bùa chú kỳ quái. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.